đây, mình cảm giác là nhanh hơn. Cái mũi này nó rất là bén luôn nha. Xin chào các anh em, hôm nay mình sẽ quyết định lên cho anh em một cái đồ chuyên dụng siêu bền. Cái này á thì hầu như tất cả các anh em bên thợ hoặc là những gia đình á cần những cái loại máy mà dùng mà để bền trâu bò, và cái thời gian sử dụng cực kỳ lâu luôn. Thì ở đây mình chia sẻ và cho các anh em xem luôn và trực tiếp trên cái hai dòng sản phẩm này. Đấy, thứ nhất về một cái dòng á, nó là dạng thuộc dạng máy khoan. Nhưng mà cái khoan này nó sẽ rất là nhỏ và một cái loại khoan sẽ rất là to. Đây là cái mã của nó là 8277905. Với cái con này sẽ có hai cục pin 2A, một cục sạc và một thân máy. Và mình sẽ bật mí cho các anh em là một cái thân máy nó chạy bằng từ trường. Theo kiểu có điện vào nó tạo một cái từ trường, nó sẽ xoay theo cái vòng, cái dòng tốc tối đa của con này á thấp nhất là 500 min, 500 min nha các anh em, và cái cao nhất là 1450 min. Wow, ở cái tốc độ này nó mình thấp nhất và cao nhất thì mình ở đây mình có hình dung ra được là nó chạy ở chế độ nào cũng được, muốn nhanh muốn chậm muốn thấp như nào mình chỉ việc bóp cò thôi. Và mình sẽ khui luôn cho các anh em xem về một cái dòng này. Thứ nhất cái sản phẩm á, thì trước tiên anh em vô á, là sẽ có một cái túi như thế này, túi vỏ sách này, là để cho các anh em có thể là đựng trong cái vỏ này, hoặc mình xách đi đâu ở trong một cái công trường nào đó mình cũng gọn nhẹ với một cái túi này luôn nha. Cái túi này mình cũng có bán lẻ nữa nha. Thứ hai, trên cái sản phẩm này luôn luôn có một cái dòng máy luôn nào cũng đi theo. Đây là cái máy mình khui trong một túi bấm luôn. Ok, đặt ở đây. Và cục pin này là 2A nha các anh em. Đấy, hai cục nha các anh em. Mình sẽ khui ra để cho anh em sau này có mua thì kiểm chứng thì nó sẽ hay hơn. Đấy, hai cục pin và một cục sạc. Một cục sạc theo máy luôn. Wow, ok. Và một cái cuốn catalog, và mình sẽ tìm hiểu sơ về cái thông số này. Pin là 18V nha. Thứ nhất là gọi là lithium. Thứ hai nữa là cái vòng tốc con này sóng tối đa nó lên khoảng là 45 newton. Nó có một cái lực rất là khỏe đấy, khoảng là mình đổi newton gọi cân đi, phải rơi tầm khoảng là 45 cân đấy nha các anh em. Mũi khoan của đây á là nó từ 1 ly cho đến 13 nha các anh em, nó đều có ghi rõ thông số đây. Đây nó ghi 13, tối đa là 13 nha các anh em. Ở đây nó có ghi là 21+1, thì các anh em sẽ hình dung nó có hai cái chế độ, là khi anh em mà bắn vít á, bắn khoan những cái đầu ốc á, đầu vít á, thì khi mình khoan mình có thể chỉnh được số 1 cho đến số 5, hoặc là số 5 cho đến 13, hoặc 13 đến 21. Đó là ở cái chế độ đó mình chỉnh làm sao mình bắn vào nó vừa tới thôi, nó sẽ không bị nghịch. Mà nghịch mạnh quá thì nó sẽ bị trượt cái lá ở trong, gọi là cái lá dòng tóc của nó, thì nó sẽ không hỏng cái đầu vít của mình. Và thứ hai là ở cái số 1 đó là cái số 1 để mình khoan trực tiếp luôn, thì bắt buộc cái này nó khoan liên tục, nó không ngưng không nghỉ. Cái đó là nó có hai cái chế độ cho mình. Và pin thì là pin 2A, sử dụng trong 1 giờ nha. Và có một cái hệ thống là đèn led, ở nó có hai cái chức năng, một là khoan mũi vít, hai là mình khoan những cái mũi cần phải khoan. Đấy, khoan sắt hay khoan thép gì tùy. Đấy, và ở đấy là nó có ghi cái chữ CE ở đây theo kiểu hàng của châu Âu nha các anh em. Đấy, và cái vòng ở dưới theo kiểu là đảo chiều trái phải nha các anh em. Ok, giờ mình nói trên cái hộp thì mình sẽ lắp ráp lại và kiểm chứng luôn cho các anh em. Thứ nhất giờ trên cái sản phẩm này pin thì lúc nào là theo kiểu có một cái dung lượng vừa đủ thôi. Anh em mà mua về thì lưu ý mình sạc cho mình nhé. Thì sạc trong vòng khoảng 2 tiếng 3 tiếng là nó đầy pin rồi thôi, thì mình lấy ra sạc cho mình, tại mình dùng mà. Thì bắt buộc là phải cho nó no, tại vì nhà máy luôn sản xuất là không thể để no. Để no thì khi mình dùng là nó sẽ rất là bị chai pin.
Bây giờ mình sạc vô thì pin nó sẽ kiểu mới ngậm được và nó giữ được cái pin rất là lâu. Thứ nhất về cái đèn led, mình nói đèn led. Thứ hai nữa là cái tần số đây nè, anh em thấy không? Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Và nó sẽ có một cái mũi tên nhỏ thôi cái đây. Nhỏ nhỏ đây nè, đấy. Rất nhỏ luôn, thì anh em sẽ tăng cái dựa vào cái số này. Và mũi tên này anh em chỉ tăng thôi. Đấy, tăng thôi nha cái này. Đấy, tăng qua như thế này thì mới gọi là cái chế độ là mình khoan luôn. Cái này thấy sao? Mũi tên này nó gạch cái mũi khoan, nó gọi là chế độ khoan luôn. Mình giữ cái đầu này lại thì nó bắt buộc cái này đầu kẹp dít. À, mình muốn kẹp thì 1,5. À, đầu 1,5 cho đến là 13. Đấy cái này, nhỏ lắm các anh em à. Đây rồi nha. Anh em có hình dung một bàn tay của mình nha các anh em xem. Đấy, một bàn tay nó quá nhỏ trong cái lòng bàn tay của mình luôn. Ở đây là anh em có thể dùng trong một gia đình hoặc trên một cái cơ xưởng cần phải gấp láp di chuyển thì anh em chơi con này. Vừa nhẹ mà vừa gọn. Và thứ hai nữa là không chạy bằng chổi thang. À, cái con này nghe rất im và nghe tiếp luôn nè. Mình văng bật số 1 nha, mình giờ bật cái số 2 đây nữa nè. Đây, gạt xuống. Ok chưa? Bây giờ mình nghe nè. Ô, nó chạy. Nghe chạy tiếp luôn. Chạy mà khoan thôi. Rồi số 1 nè. Đấy, nó rất là nhỏ nhưng mà cái lực khoan vào thì sẽ thấy. Mà số 1 mình cầm cái bao tay là muốn rách cái bao tay luôn. Đây, các em xem. Bao tay rách luôn, thấy chưa? Với cái lực xoắn như thế này là hình dung là các em nó rất lớn. Với cái con mà dòng tóc không chỗ thang này thì anh em sẽ dùng cực bền luôn nha. Ở đây nó có gọi là AC motor, thì nó chạy theo kiểu dạng motor mà. À, nó không có như chỗ thang, cái kia cũng dạng motor nhưng mà nó gọi là cái gì á, gọi là có chỗ thang nó kích đề. Cũng như con này nó không cần phải kích đề, chỉ cần có dòng điện áp nó ra vào nó sẽ tạo một cái từ trường chạy rất lớn. Và thứ hai, những cái con này thường thường á là nó sẽ không bị nhiễm điện và không bị vỡ thang. À, mà nó rất là bền luôn. Đối với sản phẩm này anh em có thể tin dùng và trong cái việc mình cần làm rất nhiều luôn. Ví dụ mình làm một hai con vít đấy, mình mua những cái máy khoan thường ở ngoài nó có bao nhiêu tiền đâu, rất rẻ luôn. Nhưng mà đối với con sản phẩm này thì các anh em sẽ tin dùng và dùng cái con này cực kỳ là bền luôn nhé. Đấy, đây là một cái con nhỏ mình sẽ đặt ở kế bên. Đây là cái con thứ hai để so sánh giữa cái con nhỏ và con to. Thì con thứ hai cũng là pin 18V, cũng là lithium. Và cái công suất này nó lên tới 120 N. Và pin này nó lên tới 4A, sử dụng trong 2 giờ. À, 4A mà mình khoan liên tục luôn nè. Mà 2 giờ này thì các anh em hình dung dùng rất lâu. Thông thường anh em phải có làm, có ngưng, có nghỉ, có ngưng, có nghỉ, đúng không các anh em? Mà pin thì mình khoan liên tục. Nhưng mà thôi, anh em ráp ráp thì nó có ngưng nghỉ, nó sẽ rơi vào dao động là khoảng 3 đến 4 giờ nha các anh em. Lúc trong quá trình mình khoan ngưng nghỉ á, thì nó sẽ dao động đó thôi. Rồi, thứ hai nữa là nó cũng có ghi rõ là có phần búa ha. Hồi nãy á, mình nói cái con nhỏ á, là nó chỉ có là cái vòng khoan là thấp nhất 500 đến 1.400 thôi, cao nhất là 1.400 thôi. Nó chỉ là khoan thôi nha. Ở đây thì cái con này nó sẽ to hơn, thì thấp nhất con này là 8.500 min. Wow. Và cao nhất là 29.700 min. Và có hệ thống búa đập. À, trong quá trình mình cần phải khoan mà cần đập đập để cho tức con ốc nó lên là nó sẽ có cái hiện tượng là làm rơn ốc dễ mở. À, cái đây nó hay ở chỗ này. Và cũng mũi khoan là từ 1,5 cho đến 13 luôn, chứ không phải là một nữa, một nó béo quá thôi, nhiều khi nó kẹp cũng được. Và cũng có chức năng là 21+1 thì có hai kiểu dạng tần số, cái số bình mở dít và thứ hai nữa là một cái số để khoan đấy. À, và thứ hai nữa là con này nó nha, nó có một cái chế độ ở cái dòng thấp nhất là 500 min và cao nhất là 1.800 min chuyên khoan. Nó có hai tần số trên đó cho các anh em xem luôn nhá. Cũng có đèn led, cũng có xe chứng chỉ của châu Âu luôn. Và nó theo kiểu hai hình dạng là mũi khoan và mũi đầu dít. Rồi có đảo chiều, pin thì dùng trong 2 giờ. 8277915. Mình sẽ khui ra cho các anh em luôn. Ok. Thì ở đây mình sẽ thấy là có một cái túi nữa. Cũng là túi cho các anh em
dễ đeo và dễ dùng. Dễ đeo và dễ dùng, cũng mở như thế này ra luôn, nó rộng mà các anh em, đựng những cái máy khoan thì thoải mái luôn anh em, to phết đấy. Đấy, nó vuông phức như thế này, anh em thấy sao? Ok, về sản phẩm này nó có một cái túi mình sẽ cũng vứt ra một bên luôn. Giờ trước tiên anh em sẽ có một cuốn catalog thì mình cũng nói rồi, châu Á, châu Âu, Đông Âu thì nó cũng có hết trơn cho mình luôn, thì catalog cũng để một cái bên. Wow, thì con này nó sẽ có một cái là tay cầm nha, mình sẽ đặt đây thôi. Một cái máy khoan đây, hồi nãy mình nói là một cái máy khoan kia nó đặt trong một cái lòng bàn tay, nhưng mà cái này sẽ to hơn, muốn gần bằng cái bàn tay của mình luôn, sẽ to hơn. Và một cục sạc đi theo đấy, một cục sạc đi theo. Cục sạc này nó sẽ to hơn cái cục sạc hồi nãy nha các anh. Đây là cái con dòng đầu nè, hai cái so sánh luôn, tại vì pin kia nó chỉ dùng có 2A thôi thì nó cũng không cần phải to chà bát như thế này đâu nhá. Đấy, nó to, rất là to thẳng luôn. Ok, cái này thì anh em về, nếu anh em làm những cái công trường công trình đó thì lưu ý là cái này nó rất là tiện lợi nha, mình cần phải treo hoặc là chân kho xưởng mình cần phải treo thì nó sẽ lắp ở dưới cái phần đây, cái phần của con ốc đây, anh em sẽ lắp vào đây, lỡ hơn như mình nghĩ mình treo cái máy như thế này thì nó rất tiện lợi cho các anh em luôn. Và hai cục pin 4A nó to hơn cái này gấp đôi pin loại nhỏ này nha. Đây cho anh em xem cái sản phẩm, điều là 18V thôi, nhưng mà theo tầng pin thì mình biết ở trong này là 5 cục pin 2000mAh, 5 cục pin, nhưng ở đây là tới 10 cục pin, nó sẽ độ lên 10 cục pin thì nó lên mỗi cục pin nó là 2000mAh, thì các anh em sẽ nhân lên sẽ hiểu ra nó lên rất là nhiều luôn nhé. Giờ mình sẽ khui một cái pin thứ hai, pin cũng là 4A, hai cục pin 4A, các anh em xem to hơn cái con này rất nhiều nha các anh. Và nó cũng có là số 1, số 2 và cũng có tần số theo kiểu mà từ 1 đến 21. Và cái số 1 kia là mình chuyển ra mũi khoan. Ở đây có dạng hai chế độ búa. Số khỏe nhất là mới có búa nha các anh em, mà số thấp nhất là chỉ là khoan thôi. Ở đây là mình dùng sao cho đúng. Bây giờ mình dẹp cái con này qua một bên nha. Thì thứ nhất á, về cái khoan búa ở trên đây nó sẽ là không thể hiện thị ở số 1, số 2 mà nó hiện thị ở trên cái tần số này luôn. Thì đây là một cái mũi khoan dít, mũi khoan, nói chung là mũi khoan nào cũng được. Thứ hai là mũi khoan búa thì nó sẽ kèm theo là cần phải có đục, là mình gắn cái mũi khoan bê tông hoặc là cái đầu mũi dít đó, mình cần tháo những con dít nào nó hơi cứng đầu quá rồi gắn cái mũi dít kia nó vào thì sẽ dùng cái con này sẽ có một cái độ đập. Và dưới điều kiện anh em sẽ chỉnh cái số thấp, lý do là còn phải đập từ từ để cho nó trượt búa, nó trượt, nó đập, nó gõ, nó trượt thì mới ra được con vít nha. Lưu ý là khi vận hành cái con này anh em sẽ hiểu được, thì mình cần phải khoan hoặc là lấy ra hoặc là cần phải khoan bê tông thì anh em sẽ điều chỉnh ở một cái mức độ phù hợp cho nó, chứ không phải là mũi khoan nào cũng đưa vào và dùng cái mục đích của nó là dùng như thế nào, là dùng sai với một cái nguyên lý đó thì anh em sẽ bị hỏng những cái đầu mũi chích đi. Thì về cái con này cũng là theo kiểu chạy motor không chỗ thang, chạy theo kiểu từ trường luôn, cũng có đảo chiều. Và một cái tay này là để hỗ trợ anh em cần ví dụ lúc mà mình khoan bê tông á, cái con này nó cũng rất là tiện lợi cho mình, là cầm mình đưa vào đấy, bóp hoặc đây mình đẩy vào đấy, mình đẩy vào như thế này. Ok chưa, bên đây thì nó cũng có một cái đèn cho mình đảo chiều. Như đây nó không có nút bấm, nó chỉ có là hệ thống báo đèn cho mình thôi. Còn ở trên đây số 1, số 2 mình điều chỉnh cho này, và cái tần số thấp nhất là bao nhiêu thì mình phải bị giảm nó về. Số 1 thì bây giờ kẹp đây nha, sẽ không phải bị gãy, gọi là gãy cái đầu mũi dít. Và thứ hai nữa là mình chuyển cái mũi khoan này, đây mũi khoan đây, nó nghe cái cặc nha các anh em. Về đây, đang là mũi khoan này, nãy mình sẽ đẩy về đây là khoan không nha các anh em, không giữ được nha, bỗng mà có bao tay còn bỗng nữa. Qua mình chuyển chế độ búa đấy, cái này là mình phải có cái mũi này như thế này đấy, các anh em xem nha, khi mình đẩy vào là tại vì
khi mình khoan á là mình sẽ đẩy nó vào nha, và đẩy nó vào như này đấy. Và cái chế độ này á, thì là mình không thể cho mình đấy, khi mình ấn vào. Còn nếu anh em chuyển qua chế độ khoan không, khoan không mình có đẩy vào thì con này nó cũng quay tút lốt luôn đấy. Mình có đẩy vào nhưng mà nó sẽ có một cái gờ búa, cái gờ búa này rất là hại là nó sẽ không đẩy vào được, chỉ khoan là khoan. Số 2 khoan ra đây xem, cháy luôn cả một cái vảy của mình luôn. Thì mình khi mình bóp ra ở cái độ này nó rất là lớn, mình vận hành cái này thì cực kỳ là mình khoan á, những cái con mà cứng thì ok. Thì anh em sẽ khoan rất là tiện lợi, với cái con này là không bao giờ sợ bị hư hỏng và dùng ở đường trường cực bền luôn, 5 năm 10 năm là không thành vấn đề nha các bạn. Vỏ này nhìn nó thiết kế rồi các bạn, dày cui và dày cộm luôn chứ không mỏng tanh nha. Đây là cái sản phẩm là có hai cái mã máy, thứ nhất là một con nhỏ mini này này, và thứ hai là cái con to như thế này. Và con nhỏ này á đều dùng pin 2A, cũng có hai cục pin 2A cho mình luôn. Và cái con to này á dùng pin tới 4A mà vẫn có hai pin luôn nha các bạn. Thôi bây giờ là mình sẽ test cái dòng pin nhỏ nhất rồi sau đó là cái con to nhất cho các bạn xem luôn. Trước khi test mình cũng phải có một cái mũi khoan. Đây mình cũng giới thiệu cho các anh em là một cái mũi khoan theo hộp này, nó có từ nhỏ nhất luôn là từ 1 ly cho đến 13 ly nha. Nguyên một cái hộp này anh em có thấy là nhà máy sản xuất á sẽ đóng trong cái hộp này rất gọn luôn nha các anh em. Mình để này khi mà mình làm việc á, những cái khay nhỏ nhỏ này mình có để những cái ốc vít như nè, mới đặt vào trong đây rất tiện lợi cho các anh em không? Đặt đứng cao quá nha, cao quá nó qua hồi giờ này mình cứ đóng lại là không được. Còn khi mình đặt để bàn như thế này, như mình đang làm mà để bàn như thế này rất hợp lý. Bây giờ cần mũi khoan bao nhiêu cái mình ngó ở đây nè, trên một cái đầu số này nó đều có một cái số cho mình luôn nha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái mũi khoan đã, đó là đây 4,5. Đây là cái mũi khoan 4,5, này trên cái đầu con số này nó cũng có ghi luôn nha. Đó nè, bây giờ là mình sẽ kẹp vào đây. Kẹp thì anh em sẽ mở ngược chiều. Ui, nhặt thế. Ok. Rồi mình sẽ giữ một cái đầu lại. Mình sẽ đưa vào. Đấy, như thế này thôi. Ok chưa? Mình đang khoan mà các anh em. Mình đang khoan, mình chuyển cái độ mũi khoan mà. Ok. Bây giờ mình sẽ khoan một cái hộp sắt. Hộp sắt hộp đây. Đây là cũng dày khoảng 2,5 ly nha các anh em. Đây là mũi 4,5 ly mà khoan cho cái này. Thì bây giờ là khoan thì thông thường thì anh em sẽ có một cái điểm tì, điểm tựa. Nhưng mà mình đặt ở đây mình cảm giác là mình khoan coi nó nhẹ như thế nào nha. Đây mình cảm giác là wow, chỉ cần một cái lực ở trên nhẹ xuống thôi. Đây là mình cái thế mình đẩy xuống mà. Nhưng mà đẩy ở đây là sẽ không bằng ở đây nha. Ở đây nó sẽ khác, đẩy rất là lớn. Đây nhưng mà mình khoan như thế này thì nó rất là hay ở điểm là con này nó dòng tốc nó rất là lớn, rồi sẽ không kiểu mà giống như là mình khoan mà nó bị lì á, mà lì thì rất là dễ cháy mũi. Đối với sản phẩm này á, nó, anh em mà mua cái này á thì tốt nhất anh em mua một cái hộp của hãng luôn. Mình khoan thì sau này có ví dụ mà lì bị mà dùng hỏng cái nào mất cái nào thì anh em có alo thì sẽ cung cấp lại cái mã đó, thì cái mẫu đó thì nó sẽ nhanh hơn. Thì đối với anh em sẽ đi ra ngoài thị trường mà mua thì rất là khó. Thì đây mình sẽ test cái mũi 4 ly, và so với cái máy to này 4,5 ly và cái 4,5 ly cái nào khoan nhanh hơn. Mình nghĩ là cái con này to thì nó sẽ nhanh hơn. Thứ nhất độ nặng nó có, thứ hai độ tì nó sẽ gấp đôi cái con này. Con này rất là nhẹ. Ok, mình sẽ lấy ra. Nhanh thế. Đấy, mình chỉ nhích nhẹ cái thôi nữa nghe ít ít rồi. Rồi giờ mình sẽ mũi khoan này mình sẽ đặt vào đây, cũng là mũi 4,5 ly luôn. So với cái máy nhỏ nha, mình sẽ cũng có một cái lực thôi, mình vẫn đè xuống mà, nhưng mà cái lực này theo kiểu mà không bị tác phụ nhiều giống như con máy kia thôi. Khoan nhanh hơn nhiều nha cái này, vòng nó đi rất lớn. Với cái mũi khoan của hãng thì anh em có khoan được rất nhiều lỗ như thế này luôn.
Và cái mũi này anh em có thể là nếu anh em mà có thể mà gạt á là mài đi vẫn dùng lại tiếp nha. Không như những cái mũi khoan thông thường à. À, mòn mũi anh vứt bỏ không có. Đây là cái dạng hợp kim à, đây là phải là thép à, thép din à, rất cứng. Đây nó có cái thông tin về sản xuất loại thép này luôn. Nếu mà sản xuất mà thép này bị lỗi thì anh em có quyền bảo hành. Đấy, mình nhắc luôn cho các anh em là bảo hành cho các anh em nếu sản phẩm bị lỗi nha. DN nó rất là cứng, nhưng mà khi mình khoan những mũi khoan mà nó bị chảy á, à, nó mòn mà nó chảy có cái vết giống như là dẻo quá. Ok, mình sẽ đổi cho các anh em luôn. Đối với sản phẩm này các anh em xem. Hai dòng máy. Thằng thì đi rất thấp, một ông thì đi rất cao. Và cái sản phẩm này đều dùng cho giữa chị em phụ nữ vẫn được, con nhỏ vẫn được mà. Nó rất là nhỏ, nhẹ luôn, nhẹ tơn. Nhưng mà cái con này là để dành cho anh em à, tay to lực lưỡng mà khoan, cần phải khoan nhiều. Vì ở đây là mình có hai sản phẩm cho anh em mà lựa chọn như thế này. Thì anh em sẽ cân đối lại mình chọn cái dòng nào để phù hợp cho cái môi trường của mình, thứ nhất là sản xuất nha. Hay là những cái công trường mình cần phải thi công rất nhiều việc thì chọn này. Còn ở nhà thì ở đây à, những ra nhỏ nhỏ cần làm nhanh đó, những cái đồ nhựa này nè. Ok, cái này nó sẽ làm rất hữu ích cho các anh em luôn nha. Làm việc ít giờ thì con này á, làm tương đối là trong một buổi. Nhưng cái con này á, kết hợp mình làm trong sản xuất á, nó sẽ rơi là tầm khoảng là 8 đến 10 tiếng lận. Tại vì 4A này lúc mình làm mình có ngưng nghỉ thì sẽ cái thời gian nó sẽ kéo rất là dài. Và cái con này nó sẽ làm thứ nhất là mình nghỉ nửa buổi á, mình sạc nó đi à, sạc một cục dùng hết cục kia, sạc lại hết qua thì luôn dùng liên tục. Đấy. Còn đối với cái sản phẩm này á, là luôn luôn motor không có chỗ than và dùng cực kỳ siêu bền luôn nha các anh em. Có cái phần điểm nào mà cần thắc mắc á, thì anh em có thể liên hệ đến website của yato.vn hoặc là số hotline 0936318800. Thôi, xin chào tạm biệt các anh em nha.